Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, cùng với quá trình suy yếu và di chuyển lệch đông của khối không khí lạnh, thì gió trên các vùng biển của nước ta cũng như là trên khu vực biển đông đều tiếp tục có sự suy yếu về cường độ. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ, gió có hướng đông với cường độ gió khá yếu, chỉ khoảng cấp 3 cấp 4 và những con sóng chỉ cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Trong khi đó thì các vùng biển từ Bình Định trở vào cho đến Cà Mau, tuy gió vẫn duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ đang giảm dần, chỉ còn khoảng cấp 4 cấp 5. Thời tiết cũng đang có những chuyển biến tích cực đối với các hoạt động hàng hải. Trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thì gió chuyển hướng đông bắc đến đông với cường độ giảm xuống chỉ còn cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió đông bắc vẫn duy trì được cường độ cấp 5, biển không động và cũng khá thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân cũng như là các hoạt động hàng hải khác. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục quá trình suy yếu vào lệch đông. Do vậy mà gió trên các vùng biển của nước ta sẽ không có nhiều thay đổi cả về hướng, vận lẫn cường độ, hứa hẹn một ngày tương đối thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Chỉ xin lưu ý một chút đối với tàu thuyền hoạt động trên hai vùng biển là Vịnh Bắc Bộ do trời còn duy trì trạng thái nhiều mây, thậm chí là sẽ có mưa rào rải rác khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, gió đông bắc có lúc vẫn mạnh lên cấp 6 gây ra tình trạng biển động nhẹ, tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi lưu thông vào vùng gió mạnh này để đảm bảo an toàn. Sau đây sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông, tạo ra trường gió đông sau chuyển thành đông đến đông nam có cường độ gió không mạnh, chỉ ở mức là cấp 3 cấp 4 nhưng cũng đủ mang lại trạng thái nhiều mây âm u có mưa rải rác. Riêng vùng ven biển còn có sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, còn ngoài khơi thì tầm nhìn xa cũng chỉ từ 4 cho đến 10 km, ảnh hưởng xấu tới sự di chuyển của tàu thuyền, nhất là vào thời điểm ban đêm và sáng sớm, cần chú quan sát kỹ và di chuyển chậm để tránh xảy ra sự cố. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trường gió đông với cường độ cấp 3 cấp 4 cũng là nguyên nhân khiến cho vùng biển này ở trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù. Do vậy, tuy biển lặng sóng êm, nhưng tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần đề phòng sương mù gây ảnh hưởng xấu tới sự di chuyển của mình. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông, cũng làm cho gió trên vùng biển này chuyển dần sang hướng đông, riêng khu vực ven bờ do ảnh hưởng bởi địa hình cho nên đôi lúc gió có thể chuyển sang hướng tây bắc, cường độ gió cũng khá yếu, chỉ đạt mức cấp 4 nên không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của tàu thuyền tại đây. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Với vùng biển này thì gió vẫn duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ sẽ giảm xuống mức cấp 4 và nếu có thì cũng chỉ đôi lúc trong ngày mạnh lên cấp 5. Trời ít mây không mưa, tầm nhìn thông thoáng, sóng biển cũng chỉ cao dưới 2m cho nên thời tiết vùng biển này sẽ khá thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đến với vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo. Tại đây trời hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5. Riêng vùng ngoài khơi xa thì gió có lúc mạnh lên cấp 6 biển động nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu, trời không mưa, gió đông mạnh cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, biển lặng sóng êm, thời tiết tốt cho nên rất thuận lợi cho các chuyến tàu du lịch ra thăm đảo và các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển vịnh Thái Lan trời ít mây không mưa, gió đông mạnh cấp 3 cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thời tiết vẫn đang rất lý tưởng cho các hoạt động hàng hải tại đây chuyển sang khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Gió Đông Bắc đến Đông có cường độ cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2 mét. Riêng vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Thông thì vẫn còn có gió mạnh cấp 6, tàu thuyền nên hạn chế di chuyển vào vùng biển này. Còn vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa vài nơi, gió có hướng Đông, cường độ mạnh cấp 4, thời tiết khu vực này khá là lợi cho các hoạt động hàng hải khu vực giữa biển Đông từ 10 cho đến 15 độ vĩ Bắc, mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2 m Thời tiết cũng như chế độ sóng gió, nhìn chung là khá thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đến với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Tại đây thời tiết tốt, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi với gió đông bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2 mét. Riêng vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa, trong ngày hôm nay gió có lúc chuyển hướng đông với cường độ là cấp 5. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.